Bài thuốc thần kỳ trị bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Mẹ tôi 82 tuổi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, tình trạng của bà rất nặng. Hạch nổi trên xương đòn to, cứng như đá, chụp X-quang phổi trắng không còn gì. Hạch to chèn vào thực quản. Tới giai đoạn này uống chất lỏng là sặc. Do thực quản nhỏ khi uống chất lỏng vào không xuống kịp bị đẩy ra và xuống phế quản. Nói gần như bị mất tiếng vì thanh quản cũng bị chèn, lâu rồi không ăn được cơm nữa. Cánh tay phải bên cổ có hạch cũng bị chèn tê và yếu. Đi lại khó khăn do mệt. Đau đầu, đau ngực có lúc tưởng như bà ra đi. Ho nhiều và rất nhiều đờm. Mất ngủ triền miên. Khó thở phải dùng thuốc hỗ trợ nhưng càng ngày thuốc càng không có tác dụng vì bệnh nặng thêm. Tôi là người trực tiếp chăm bà nên biết không còn tí hy vọng nào. Anh chị em tôi đã chuẩn bị tất cả để đón nhận điều tồi tệ nhất. Cách đây khoảng một tuần tôi vào Facebook và thấy bài chia sẻ là bài chữa ung thư phổi. Thú thực là tôi không tin, phải mấy ngày sau tôi mới làm, nghĩ là cứ thử xem sao thôi. Không ngờ kết quả thì đúng là mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Uống lần thứ nhất tôi thấy mẹ tôi ngủ ngon, tiếng nói đỡ hơn, uống sữa hết sặc. Cứ thế hôm nay mới uống được đúng 4 lần. Bà khỏe nhanh nhẹn, ăn tốt ngủ tốt, cánh tay tê giờ đỡ khoảng 30%. Hai ngày nay không phải dùng thuốc trợ thở nữa. Tiếng nói trở lại bình thường. Dù không biết kết quả cuối cùng thế nào nhưng trước mắt tôi thấy bệnh thuyên giảm quá nhanh. Định chờ khi nào bà khỏi tôi mới đăng bài này lên nhưng tôi nghĩ những người bị bệnh này đang chiến đấu với bệnh thật khủng khiếp, sợ rằng nếu chậm ngày nào họ không còn cơ hội nữa. Vô cùng đơn giản mà hiệu quả một cách không ngờ. Tôi cứ cảm thấy như cái khối ung thư giống như con đỉa và cái thứ nước này giống như vôi. Khi thứ nước này uống tới đâu là cái vòi của con đỉa nó bị co vào tới đó. Nếu gia đình nào không may có người bị, thì tin hay không tin các bạn hãy cứ cho người bệnh uống nhé. Đừng bỏ lỡ giây phút nào. Tôi chỉ biết là chữa cho mẹ tôi thấy tốt nên chia sẻ với mọi người. Mong mọi người lắng nghe, nếu tin thì cứ thế áp dụng. Còn tôi không phải bác sĩ đâu ạ nên không biết gì hơn. Mong mọi người hết sức thông cảm cho tôi. Tôi chia sẻ đến mọi người, biết đâu phép màu là có thật.